Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Biên Hòa Đồng Nai. Thì hôm nay mình đang có mặt tại một khu mộ của một vị khá là lớn ở triều đình nhà Nguyễn, mộ của Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh. Thì lúc trước mình có làm một video về ngôi mộ của ông và rất nhiều người bình luận là tại sao lại ở Quảng Bình là có mộ chính của ông rồi, tại sao lại ở đây lại có mộ và mộ ở đây là sai. Giờ hôm nay thì mình sẽ tới đây để mình review lại ngôi mộ của ông và nói luôn một chút về lịch sử, và tới đây mình xin nói thêm một chút xíu và tại sao lại lý do là ở ngoài Quảng Bình có khu mộ của ông rồi mà ở đây lại có, rồi cái thật ra cái khu vực nào là ngôi mộ thật của ông. Thì giờ mình cũng xin mời cả nhà theo chân mình để vào khu mộ của ông và mình sẽ nói rõ một chút về ông và để biết thật hư tại sao nơi đây lại có mộ ông Nguyễn Hữu Cảnh và ngoài Quảng Bình cũng có mộ, rồi ngôi mộ nào mới thật sự là chính của ông. Thì ông Nguyễn Hữu Cảnh thì ông sinh năm Kinh Dần năm 1650 và mất năm 1700. Thì lúc đó khi ông vào đất miền Nam để khai hoang lập ấp, nói chung là ông là có người, ông là cái người gọi là có công đầu trong cái khi mà vào đây cái nơi mà Sài Gòn Gia Định đó, mà thành lập ở đây, thì ông là người có công gọi là khai mở cái đất miền Nam. Thì phía trước mặt của cả nhà là ngôi mộ Cận Cảnh luôn, ngôi mộ đầu tiên của ông Nguyễn Hữu Cảnh. Thì ông Nguyễn Hữu Cảnh này còn có cái danh khác là tên là Nguyễn Hữu Kính, hoặc là tên hí khác là Lễ Hoặc Thành, nên là sau này người ta gọi là Lễ Thần Thành Hầu An Hầu, là một trong những danh tướng cái thời mà Nguyễn Phúc Chu. Thì lúc đó là như mình đã nói lúc trước là ổng cũng là một vị tướng gọi là cái người mà mở cõi Nam Bộ đầu tiên để xác lập cái chủ quyền của người Việt tại vùng đất Đồng Nai Gia Định vào năm 1698. Thì và về cái chuyện tại sao mà ổng lại cái thi thể của ông á, thì rất nhiều người biết là ở ngoài Quảng Bình. Anh Phú là có từng đọc qua cái ông Nguyễn Hữu Cảnh này chưa? Có anh, em cũng có nghe nói á, ngày xưa cái lúc mà ông đi xuống khai quang á, vùng đất phương Nam á, rồi ông mất, mới quân lính mới đưa ông về đây. Đó là có, em cũng có coi là cái lịch sử á, là có ông báo mộng cho một cái nhóm bộ lão ở ở đây nè. Sáng bữa sau là qua ra đón một người làm lớn, sáng ngày ra đón thì thấy quân lính đưa cái thọ của ông về đây và chôn cất ông ở đây luôn. Đúng rồi anh, tại vì khi mà lần trước em có quay một lần và rất nhiều lời bình luận có hai chiều là người ta cứ nghĩ là ở ngoài Quảng Bình thôi. Thì cũng xin thưa với cả nhà, thì như lời anh Phú đã kể gì rồi, là một trong những cái lời nói mình từng tới đây và nghe một cái người lớn tuổi ở trong đình nha. Cái thật ra cái ngôi đình ông Nguyễn Hữu Cảnh là cách bờ sông Đồng Nai gần như là trước mặt luôn. Và ngôi đình bây giờ là nhà nước mình xây rất là to lớn, rất là đẹp. Còn đây là ngôi mộ đầu tiên của ông khi mà ông đã mất và bệnh ở dưới miền dưới. Thì đưa xác ông về Quảng Bình không có được, và lúc đó là định đem về, nhưng mà khi tới đây là các bộ lão ở đây đã, người ta đã nằm mộng hoặc kêu là mai sáng ra bờ sông để mà đón một cái người rất là lớn, và họ sẽ tới đây để được an nghỉ. Và khi những cái bộ lão ra bờ sông theo giấc mộng thì đã thấy một đoàn lính và chở theo một cái quan tài, và biết được đây là thần hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Nên là vì, và một phần đó là vì ông là người gọi là khai hoang lập ấp ở đây, là gọi có công đầu tiên á, thì đã chôn cất ông tại đây. Và đây là ngôi mộ đầu tiên của thần hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Thì ông Nguyễn Hữu Cảnh là trên mọi miền khắp đất nước có rất nhiều cái ngôi đền của ông. Thì ở ngoài kia có một ngôi đền rất là lớn luôn, cách ngôi mộ của ông không xa, khoảng 700 mét thôi, và nằm trước mặt sông Đồng Nai, rất là đẹp. Nhưng mà hồi nãy mình có đi ngang á, thì thấy cái ngôi đền của ông đã đóng cửa rồi nên không quay được, nên bây giờ là trực tiếp tới ngôi mộ của ông luôn. Anh Phú thấy nếu mà ông mất năm 1700 đúng không, thì ngôi mộ này xây ngày xưa là em thấy hình như là có khả năng được làm lại một lần nữa, hoặc là theo anh nghĩ là nó giữ tới bây giờ, tại vì cách đây rất là lâu, cách đây tới hơn 300 năm. Em nghĩ ngôi mộ này có trùng tu lại. Trùng tu lại đúng không, nhưng mà cái thời xưa luôn chứ không phải là bây giờ nha. Đúng rồi anh, bởi vì cái hài cốt của ông á, thì được di dời về quê hương ông ở Quảng Bình, thì ở đây giờ là để lại làm như cái di tích lịch sử luôn.
cũng có trùng tu lại thì có thời của ông như là đá ông, nhưng mà ở đây là em thấy giờ tu lại bê tông này. Đá ông hồi xưa là đá ông với u bước. Thực ra cái thời khoảng từ 200 đến 300 năm trước là đa phần những ngôi mộ của những vị danh tướng này nọ người ta xây đều bằng ô dứa và cái kiểu cách rất là dày. Thì ở đây thì em thấy cũng có thể là cũng giống như ngôi mộ cổ đó, nhưng mà tại vì sao? Tại vì ngôi mộ đây là lần đầu tiên đó là ông được chôn tại đây, và khi người ta đem hình như là năm chín mấy hay bao nhiêu đó, sau này người ta mới đem cải táng là ông lại được đem về ở ngoài Quảng Bình, đúng là quê hương của ông. Theo ước nguyện của con cháu hay gì đó, như là của con cháu sau này luôn anh. Đúng rồi anh. Và cái ngôi mộ này, nhưng mà có một lần em tới em thấy rất là lạ, không biết là cả nhà có thấy mình đã đi một vòng rồi, bao quanh cái ngôi mộ rồi, nhưng mà có phát hiện điều gì lạ không? Thì theo mình có một điều rất là lạ, tại sao ngôi mộ đã đào lên, đã khi mà lấy thi hài của ông về ngoài Quảng Bình, thì ngôi mộ này tại sao nó còn lại nguyên vẹn như cũ, và nó giống như phiên bản là cái thời cổ luôn chứ không phải là mới nữa, đúng không anh? Nhìn thấy là đúng rồi anh, nếu anh nhìn vô là anh thấy giống như là một ngôi mộ cổ nha, chứ không phải là ngôi mộ thời bây giờ. Ngôi mộ này nhìn vô như là một ngôi mộ chưa có dấu vết nào đào bới, nhưng mà thực sự ở đây á là em nghĩ chắc sau này người ta trùng tu lại á, và những cái lỗ đào á, đúng rồi, người ta đào bên hông á, và người ta tán lại không. Bây giờ là đây là phía bên hông, thật ra những cái kiêu cách mộ này là mộ xưa cả nha. Và đây là những cái sau này là mình thấy là rất là cứng cáp, có thể là xây đá ông cái thời sau này lại để phục dựng lại khi mà lấy thi hài, chứ có thể là không còn là mộ cổ nữa, người ta dựa vào phiên bản cổ hoặc cái độ dày ngày xưa. Cũng có thể là cái khung này là đây, theo cái độ này thì nó cũng là không có dám gỡ đâu cả nhà, chỉ mà quay mình coi thôi. Cái này là xi măng nè, chứ không phải ô dứa phải không? Xi măng, cái này xi măng. Cái ô dứa là nó khác lắm, không phải gì. Có thể em nghĩ là cái bây giờ cái dòng ngoài này giờ đã trùng tu lại rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái xác đó, xác ở trong á thì vẫn là cũ. Em nghĩ có khả năng là nơi đây là cũng giữ, là cái nào giữ được người ta sẽ giữ. Đúng rồi. Và những cái bảng chữ như thế này, cái này người ta gọi là chữ nho hay là hán nôm gì đó, thì lúc trước mình quay điện thoại là nó nhè lắm, khó đọc, nhưng mà không biết là bảng chữ này là ký thật hay là cái phiên bản sau này hai người ta ghi lại, nhưng mà đây là những dòng chữ đang in hàng trên đây đó, hai bên trụ là đều có cả, và phía bên góc trụ bên đây là cũng có một câu luôn nè, là bằng chữ nổi và được sơn màu đen. Và là em nghĩ ở bên trước đây cũng có này, đúng không? Đúng rồi anh, bây giờ nhưng mà nó mờ rồi, trùng tu lại rồi. Giờ chắc và đây là hai con sư tử hoặc là hai con lân, nhưng mà không biết là nó, hay là có khả năng là người ta cái này là cổ ta, còn phía trong là người ta đào người ta làm lại, nhưng mà đào cái này em nghĩ là cổ nè, cái dòng thành ở ngoài á, còn cái trong đó em nghĩ chắc đào đúng rồi, lỗ đặng chui xuống thôi, có khả năng là đào rồi lấy lên rồi làm lại thôi. Còn cái này em nghĩ là cũng bộ phận là giữ nguyên, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái thời đó là ô dưới mà sao giờ lại có thêm những cái này ta, nó lạ nên mình 700 năm, 300 mấy chục năm rồi anh, thì 300, nó cũng sẽ phai dấu theo thời gian rồi nhà nước ta trùng có tu, có thể là trùng tu, đúng không? Trùng tu rồi. Thì nãy giờ mình cũng đã nói sơ và đi một vòng ở đây, thì chắc hẳn cả nhà cũng giống như mình thắc mắc, tại vì mình đi khá nhiều ngôi mộ cổ rồi, và tới đây thì mình cũng đã tìm hiểu một lần, và khi tới đây nữa lần thứ hai, tại vì cũng có rất nhiều cái bình luận nói là ngôi mộ chính của ông là nằm Quảng Bình, thì bây giờ đúng hiện tại là ở Quảng Bình, nhưng còn thời trước khi ông mà mất là chôn đầu tiên tại đây nha. Và khu mộ này mình có khả năng là quan sát nãy giờ thì mình thấy là có khả năng được phục chế lại, và có một số khung thì được giữ nguyên. Tại vì sao? Tại vì nó quá giống, nhưng mà mình cũng chưa xác định kỹ. Có khi là hồi 80, năm 80, 90 đó người ta bóc lên đó, thì người ta đã làm từ thời đó rồi, và cách bây giờ cũng khá lâu nên nó giống như đồ cũ. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà lấy thì người ta cái bia này còn nè, nhưng mà đã mất nè, mất hết chữ của ông luôn, mất hết ví chữ trong bia mộ. Ở trước tấm bức bình phong là cũng gần như nó không còn cái hô văn gì cả, nó gần như là mờ tịt luôn đó nha. Và cái bức bình phong hậu gọi là bức bình phong sau cũng không có gì cả, là không có. Tính ra cái ông này là đáng lý là
cái thời ông Võ Tánh là ông Võ là ông Võ Duy Nghi làm đời trước luôn, chẳng còn luôn. Ông đó là ông này là 700, còn ông Võ Tánh Võ Duy Nghi là 800 mấy được. Nhưng mà cái mộ của ông á là đã cổ rồi, còn ông này nó lại kỳ, là em nghĩ là chắc có lẽ là phục chế lại thôi à, đúng không? Tại ông này đã quá lâu mà, làm sao mà có khả năng mà xây kiểu này được. Là phục chế theo cái dạng cổ, cũng có thể giống như phiên bản cũ ngày xưa vậy đó. Em để em nghĩ á là hồi xưa á là những cái hoa văn nó đã bị tróc hết rồi. Đúng rồi, cũng lâu, rồi, nói chung cũng lâu. Mới tô lại, trùng tô lại. Có thể đây là cái cổ này. Những hoa văn này nè, phải không ạ? Đúng rồi. Và mình nghĩ là hai con lân và những cái xung quanh đây, tại vì những khu mộ ở đây làm khá là dày. Đấy, cái này là cái bức tường xung quanh, thường là người ta làm 2 nè, 4, 6. Thường ta làm á, những khu mộ cổ ta làm 60, 80, thậm chí có cả 1 mét luôn, cái độ dày á. Nhưng mà cái chất liệu đó là cái gọi là cái ô dứa ngày xưa và nó rất là bền. Nhưng mà khu mộ của cụ ông đây là cũng rất là dày luôn, nhưng mà là nó kiểu là nó như em nhìn là như đâu trùng tu đang làm lại rồi, đúng không? Đúng rồi. Tại vì một lý do nữa mọi người biết sao không? Tại vì khi chính xác là ông được chôn tại đây nha, tại vì mình cũng đã hỏi một cụ ông coi trên miếu rồi. Ông cũng nói là chính xác, tại vì khi đào lên để lấy thi thể ông về là có những cái sắc phong của nhà vua và những cái ghi rất là rõ ràng, có rất nhiều cái. Bây giờ vẫn còn giữ bên đình luôn cả nhà, nhưng mà tới ngày lễ kỳ yên thì người ta mới mở cái hộp đó ra để mà làm lễ thờ cúng, thì có mở một lần lễ hội kỳ yên thôi. Và khi mà đã lấy cốt thì chắc chắn cái khu mộ sẽ bị đập, chứ không thể nào còn nguyên hài như thế này. Thì đó, nhưng mà bây giờ nó lại rất là nhìn giống như là một ngôi mộ chưa từng bị đào bới luôn, cũng cho mình một cái gì đó nó thấy rất là nó lạ. Tại vì đa phần những khu mộ bị đào bới mình đi coi á là bị đập sập hết rồi một phần. Cũng có thể đây là ông là một cái người cái thời chiều đó là có công này nọ, khi người ta lấy về á thì có thể là đập phía trong thôi để lấy thôi, còn xung quanh đây có thể giữ lại và sơn sửa trùng tu và làm lại hoàn thiện cái khu mộ trong đây đó, cái phần mộ trên đây. Chứ còn ngoài ra là mình nghĩ là cái phần mộ này là có thể làm lại nè. Thì khi tới đây á, mình vừa quay ở một chút xíu để cho cả nhà biết thêm về cái ông thần hậu Nguyễn Hữu Cảnh, là đích thực là ông chôn ở đâu đầu tiên, và cái bây giờ là ngôi mộ ngoài kia cũng là mộ thật, và ở đây cũng là mộ thật, nhưng mà bây giờ là không còn cái thi hài của ông nữa đó. Nhưng mà mình khẳng định chắc chắn nơi đây là cái nơi mà ai nghĩ đầu tiên của ông gọi là thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh nha. Thì video này mình quay sơ thôi và để xác nhận lại về cái ngôi mộ của ông là thật hay giả, để cho những cái khán giả mà coi trên kênh của mình đó, có thể là không còn phân vân nữa về cái mộ thật mộ giả hay là mộ ông ở chỗ nào. Thì giờ mình cũng đã xác định luôn là mộ chính thì ở ngoài, bây giờ là mộ chính ngoài Quảng Bình, và ở đây là cũng là mộ chính, nhưng mà thi hài ông đã được chuyển ra đó. Thì nãy giờ mình cũng đã quay xong về những cái khung của ngôi mộ của Đức Ông, để cho cả nhà giống như là cái trả lời và giải thích của mình bằng cái video luôn. Và bên đây có một cái số ngôi mộ, mình kèm theo một số ngôi mộ. Anh Phú thấy là ở đây là mộ tổ ông nè, đúng không? Đúng rồi. Những ngôi mộ này em khẳng định là cũng rất là lâu rồi, nhưng mà gần như là đời sau người ta không còn biết nữa luôn. Đó. Đúng rồi. Ngôi mộ khá là cũng. Ngôi mộ này em nghĩ là cũng cùng thời là ngôi mộ của ông á. Và ngôi mộ này ngày xưa xây cũng rất là to bự, mọi người thấy là bên đây là còn có nửa cái thôi. Ngôi mộ này chỉ còn nửa cái, vì nửa cái chắc có lẽ là nằm bên nhà người ta rồi. Sau này người ta mua đất thì nằm bên đó rồi. Ở đây chỉ còn đúng nửa cái. Đấy. Tại vì cái góc mộ nè, mọi người thấy xem góc này là từ đây sẽ băng hẳn qua đây, nhưng mà sau này người ta xây nhà đã lấy một phần rồi. Đó, đây là ngôi mộ em nghĩ ngày xưa rất là khủng. Tại vì những cái đá ong mà người ta cắt và ta ghép mộng chỗ này nè là phải là kỳ công, và cái thời điểm đó là người ta phải là người có địa vị hoặc là giàu có lắm người ta mới làm được ngôi mộ thế này. Tại em nghĩ chắc là ngôi mộ này về cái đồ đá ong nè, anh thấy rất là lâu. Đúng rồi anh, chứ không phải bây giờ đâu. Đá ong hồi xưa nó ít có bọng hơn đá ong hồi sau này. Nếu không đá ong hồi xưa nó dày đặc luôn. Và bên đây cũng có một ngôi mộ nữa. Anh Phú ơi, mình lấy cái cây dừa này, mình tới quét cái khu mộ của ông á,
là em thấy này có phần chó nó ị gì hết trơn. Ở đây thấy mấy con chó nó hay chạy lên luôn cả nhà, chạy lên nó giống như nó ị lên ngôi mộ luôn. Bây giờ anh Phú anh quét giùm cho sạch sẽ. Vô. Cái gì luôn cũng được à. Anh quét càng trước đó là càng dơ thêm. Mình quét ở trên xuống là được rồi. Nhảy lên cái khu mộ ông nó ị nó luôn. Thì cũng như anh Phú đã nói cả nhà, thì mộ của ông cũng được và nhà nước mình đã công nhận vào di tích lịch sử luôn. Thì khẳng định đây cũng là cái đầu tiên của ông rồi. Và nãy giờ mình cũng đã quay một số ngôi mộ cổ bên kia mà đã lâu rồi, gần như nó quên lãng luôn. Bây giờ mình sẽ sẵn tiện khi mình tới ông Nguyễn Hữu Cảnh luôn, là mình muốn quay thêm một ngôi mộ nữa khá là khủng. Và ngôi mộ này không có danh tính vì nếu quá là lâu. Nếu tính ra ngôi mộ này có thể là một người giàu nhất hay là một cái vị quan gì đó có khả năng hoặc bằng ông Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh, hoặc có thể là hơn nha. Chứ thì khi ra từ ở ngoài ở trong nhé, khi ra từ ở trong của khu mộ Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh thì ở ngoài cổng thì đây là một khu mộ khá là khủng, phải nói rất là khủng luôn. Nhưng mà không biết là mộ của ai, to lắm cả nhà, to một cái trụ này là cũng phải là hai người ôm đó, cái trụ hoa sen này, mà không biết là khu mộ của ai. Được xây trên một gò khá là cao. Mình nghĩ chắc khu mộ này có khả năng họ sống cùng thời với ông Nguyễn Hữu Cảnh, nhưng mà do lâu quá thì không biết nữa, không còn xác định nữa. Đấy, to, mọi người thấy những cái trụ sen này không có. Thì đây là một trong những cái ngôi mộ cổ mà gần như bây giờ là đã quên lãng rồi, còn cái tàn tích nhưng mà đã bị quên lãng như thế này rồi. Khu mộ này rất là rộng. Để mình sẽ đi một quanh một vòng những cái khu mộ, mình quay cho cả nhà xem coi cái đồ rộng nó như thế nào. Thì khu mộ đó tới đây hai trụ sen đối diện này, bên đây hai trụ và phía trong lại thêm hai trụ nữa, rất là nhiều. Nghe nói lúc trước mình tới là có bà con nơi đây là kêu những cái tảng đá ông này là kiến dòng thành ở phía trên, là bao bên ngoài ngôi mộ. Đấy, bao bên ngoài ngôi mộ nha, bây giờ đã sập hết rồi thì được người dân lấy lót chắn ở đây lại cho khỏi bị sạt lở từ trên xuống. Và để chứng minh một điều đó thì đây là cái một trong những cái thành, một trong những cái thành của cái ngôi mộ bằng đá ông. Rất là dài, bao quanh hết khu mộ luôn. Và đây là cái phần khu mộ bằng vua Dứa ngày xưa. Bằng vua Dứa ngày xưa nha, rất là to. Thì mình đứng chỗ này là không làm sao quay trọn bộ luôn cả nhà, tại nó rộng quá mà. Bây giờ là phủ Dương xanh hết rồi. Phía trong là mình thấy là có hai khu mộ, nhưng mà không biết là khu mộ này là của ai luôn. Không biết, để mình qua đây mình leo lên chứ giờ leo được rồi. Dốc cao quá. Bây giờ dân cư người ta sống cũng đông đúc lên rồi cả nha. Xung quanh đây thì cái con sông Đồng Nai cách đây không xa đâu, chỉ qua bên kia là đối diện với cái khu gọi là cái miếu của ông luôn, cái đền đó. Đó, khủng không? Mọi người thấy từ đây nè qua kéo dài qua bên đây. Khu mộ rất là to nha. Và ở ngoài thì có một cái dòng thành bằng đá to ông luôn, nhưng mà giờ là bị hoang phế rồi. Và thậm chí những người dân sau này cũng không biết mộ là mộ của ai luôn. Mập quá, leo trèo cũng khó khăn đó nha. Thì đây là cái bức bình phong phía sau. Bây giờ nó có nhưng mà đã bị hư hao rồi cả nhà, mất rồi. Và phía trong là hai ngôi mộ nha. Lần này mình tới thì thấy bà con ở đây người ta cũng phát cỏ ra, nên lộ hẳn luôn là hai ngôi mộ ra nè, hai vợ chồng. Rất là to nha.
cái bông sen này cả nhà, bự lắm. Bên kia một trụ, đây trụ, là nói chung từ cổng vô là tới 4 trụ nè, dù hai bên phụ nữa là tới 6 trụ, nó khủng hơn những cái nơi mình quay luôn. Và đây là hai ngôi mộ 1, 2. Ở đây là bức bình phong phía sau nơi anh Phú bắt đầu lên, và khu mộ là rất là rộng. Cái này là ô dứa nữa anh. Ô dứa anh. Đó đúng, đậm chất ô dứa luôn á. Em nãy em thấy ngoài có vỏ sò ô dứa rồi. Và anh thấy hai ngôi mộ là mình đừng lên đây mình quay, nhưng mà không dám bước lên mộ ông bà nha cả nhà nha. Tuy người ta rất là lâu rồi, nhưng mà cái là tôn trọng khi mình đi quay là mình hạn chế trừ trường hợp nào cần thiết thôi. Đó thì đây là hai cái nhô nhô xanh lên á, là hai ngôi mộ của ông bà. Rất là to chứ không giỡn đâu. Bây giờ cỏ nó bít hết nhau rồi. Cỏ nó bít mà cái màu rêu đó anh, màu rêu là nó gần như là nó ấy luôn nên mình không thể nào phân biệt được luôn á. Ở ngoài mắt thường thì thấy nhưng mà lên máy lại không thấy. Đó, mình không, lại không dám bước lên mộ của ông bà. Nói không biết là có tin không, lúc ở đây là có một cái trụ sen này, mà giờ nó dớt rồi. Đúng rồi. Lúc trước đó, em tới quay đầu tiên khoảng 2 năm trước đó, em có sờn ở đây. Sờn ở đây và cái trụ nó lăn, nó nhúc nhích luôn. Mà xong là em lấy em bờ lại bình thường, nhưng mà về là cái tay em bị đau luôn anh. Về cái tay bị đau luôn. Ở đây đó hả? Ừ, ở đây á. Đau giống như là bị hả? Ừ. Thật luôn á, cái này là mình nói là khẳng định là thật chứ không phải lấy nha. Không biết là mà mình không, nếu mà đau trường hợp là qua chạm hay bị bong gân bong gì, còn này không bị. Tối ngủ về bị đau luôn. Là chính cái bức sen này. Và bức sen này bây giờ thì dụng ở đâu rồi mình không thấy nữa. Em nghĩ có lẽ rớt xuống đâu đó đó. Qua đây nè, anh không tin anh lắc cái này có thể bị dứt nè. Anh nói vậy à, em đâu lắc gì mình vậy. Đó thấy không? Đó. Lúc đó lắc này. Lần trước mình vô tình mình chống vô hình như nó bị lắc hay bị dứt rồi đó, cả 2 năm rồi. Cái này hồi xưa làm chắc không có dính với cái trụ biểu này. Nè. Đúng rồi. Do nó người ta chỉ đặt để chỉ lên đặt thôi. Đặt lên này, ta dán keo lên. Còn cái này vậy? Cái này chắc là có dán keo nè. Cái đó là có dán keo. Mà vô tình đụng quá mà nó bị đau tay luôn á. Em nghĩ hai cái ngôi mộ này nó phải mấy trăm năm rồi chứ không phải. Mấy trăm rồi anh. Dưỡng đâu? Khoảng từ 300 năm á, bị gì những con ngộ của như ông Lê Văn Việt nè. Em thấy hiện giờ cũng trùng tu rồi nhưng mà vẫn còn nguyên chứ không có mà hư hại như vậy. Mà có mộ nào mà khủng đến mức này mà bộ bị quên lãng hả? Đúng rồi. Lạ đó. Tấm bia, hai tấm bia nè, một tấm bia bên đây và một tấm bia bên đây là hai khu mộ rất là to nha cả nhà nha, chứ không phải là nhỏ đâu. Nhưng mà lâu thời gian quá, dù bà con người ta cũng không có lâu quá cả nhà, rồi xảy ra rất là nhiều cái biến cố xảy ra rồi thời gian nữa, nên là tấm bia không còn chữ gì đó, nên quên hẳn là đa phần cái thời bây giờ không còn biết ngôi mộ này là của ai. Đó, tấm bia này cho đừng dán, trời mưa này dán rất nhiều. Anh thấy cái bức tường thành này giờ nó tét còn đâu nữa hả? Ở ngoài có một cái dãy thành tổ ong nữa nha. Ở đó là dãy thành ngoài á. Mà bị bể rồi. Đúng rồi. Là chỉ còn được nhiêu đây thôi. Ở ngoài kia là một vùng thành tổ ong, nhưng mà trong đây em không thấy tổ ong này. Em không thấy đá tổ ong này, nhưng mà giờ thấy khu mộ là cái nhà to, chuyên trải dài dọc kia. Tại quay lên video thì nó hơi rút ngắn cái ấy lại. Cái bia mà còn dày khoảng cũng khoảng 60 phân. 60 phân chạy qua con 60 phân từ đây qua đây, nhưng mà được cái là cái tấm chữ hô văn này nọ là nó mất hết rồi. Đây một tấm, em nghĩ bên đây là mộ ông nè, bên đây mộ bà nè. Đúng rồi anh. Mộ ông cao hơn và nhìn nó vuông vắn hơn, còn mộ bà thì nhìn thấp hơn và cái độ cong mỹ miều hơn. Không biết hai nhân vật này là hai nhân vật gì hả? Em nghĩ hồi xưa một bây giờ có, hai là cũng cha mẹ của quan lại tướng tá hồi xưa, tướng lĩnh hồi xưa. Đâu bự đến mức này đó. Tôi tính ra là mộ của cụ Đức ông Nguyên Hữu Cảnh trong kia còn thua mộ này mà. Nhưng mà cứ về thôi. Ông Nguyên Hữu Cảnh nhỏ hơn con này. Vậy là cái ông này là ông nào ta? Mà ông Nguyên Hữu Cảnh thì chết cách đây là hơn 300 năm. Còn cái vị này thì như thế nào đó? Lạ. Em nghĩ trước nữa. Ở đây là Biên Hòa Đồng Nai. Mình không nhớ chính xác địa chỉ nữa, tại vì mình coi bản đồ thì mình chạy tới luôn cả nha. Nên là những ngôi mộ này ai mà gần đây á, thì nếu mà coi được video mình á, có thể biết được cái vị ở đây á, nằm thì có thể bình luận trên cái kênh của mình hoặc kênh của anh Phú, để cho anh em tụi mình có thể thêm một chút gì kiến thức về thông tin, để gọi là để bổ sung kiến thức hơn. Nên rất mong là quý vị coi, nếu quý vị nào có biết thì xin góp ý cho nha. Đây anh Phú nè, anh Phú thấy cái tường thành ở ngoài bằng áo to không? Đá có kèo có đồ khủng không? Có mộng nè. Khủng rồi. Nhưng mà do lâu quá rồi, bây giờ nó sụp lún.
anh thấy cái cây xài cổ không? Cây xài này rất là khủng luôn à. Em nghĩ chắc cũng 200 năm không ít. 200-300 năm thì không biết, nhưng mà em thấy nó to. Vì cái độ gốc mà nó tròn, nó đưa lên luôn. Bây giờ không em mới thấy cái này là đầu tiên, một mình thò tay ôm không hết luôn. Không hết được. Rồi cái này đúng là một mình thò tay ôm hết được. Thì video của mình bây giờ quay về cái ngôi mộ ông Nguyễn Hữu Cảnh và ngôi mộ bên đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Những ngôi mộ cổ này thấy tiếc quá, không biết tên biết tuổi. Cái bia mộ giờ cũng không còn anh. Nếu mà còn quay đưa lên thì chú chị xem dòm thấy cũng biết.